chạy chạy. Nhà vào tiền cân cũng không ai mua đâu. Gà ngon quá nhiều. Hả? Gà ngon thế này. Gà nuôi, gà nuôi, gà mình mua về đây. Gà mua. Gà nào cũng đấy. Ngon lắm nhỉ. Đấy, ăn ế này mà bác ơi. Sáng giờ chưa ai ngỏ hàng à? Chưa ai ngỏ hàng á? Không có duyên nhìn xinh này mà không ai ngỏ hàng à? Trời chơi có coi gì đâu. Thank you.
đây đây đây. Ba tiền cân giò hả? Bán không? Giò đấy thì 101, còn giò lụa đấy hơn. Không, bán thì lấy 2 cân. Giò này á? Được. Bán đi. 101. Bán không? Không được đâu. Bán nốt 2 cân đi. Thôi không lấy thì lấy còn. Thôi vợ bán đi, đừng cho tất cả 2 cân bán được rồi. 1 cân 1 cái hả? À? Bán được phần nào thì bán phần đấy. Này vô đục, còn phía tải này. Bẩn đi. Không bán à? Hả? Không bán à? Đây chợ. Ngon quá nhỉ.
cá đẹp quá, khoe tí. Thì em quay con cá với chị nhé. Đây toàn cá chấm mà chị ơi. Không có ngan à? Ngan đen này, ngan tái này. Có bán thế thì bán. Đây nè. Hả? Không quay giờ chơi gửi gì đâu. Ngan đen bán làm cân nữa. Hả? Một con này được hơn 2 cân nhỉ? Ngăn được cho nó dài. Ngăn được thì không dài này, cái nó nhỏ hơn, nhỏ hơn nó nhớ đầu chân của mình nó bé, cái đó thôi ngăn được. Cái đó hơn. Ba tiền ngan đấy, ba tiền cân nữa. À chị ơi, thế làm một cân nữa. Ba cân.
con mua mấy con đấy? 6 cân 6. 5 buộc. 3 cân 3 một con à? Hôm nay hai vợ chồng đi chợ chủ mua mấy cân nhang, nhang 7 mua các bác, nhang đen. Không, quay video. Quay video. Quay video. Nick cũng chạy ra từ để chỗ vào cho follow. Follow hả? Đang trực tiếp hả? Đang quay video. Quay video á? Phát trực tiếp. Quay video rồi phát trực tiếp. Đúng đâu đây? Cái này xịn đấy cho xem nào. Cái này bấm vào đâu? Cái này tắt à? Đây xem là chấm vừa. Cái này này cái phóng to nào ở đâu? Nó có thế này à? Nó chống rung. Cầm nó cứ rung rung thôi nhỉ? Cái này nó gọi là chế độ chống rung nhỉ? Cái này bao tiền? Rẻ đây có 2 triệu. Có 2 triệu á? Ừ. Nhưng mà đây giống được cầm nhá. Ừ. Có hoạt đây, cầm nó cứ rung rung. Chào đi. Chống rung rồi. Lịch sự vào. Lên toàn quốc đấy. Lên toàn quốc ấy. Chú phải nói chú mạnh vào. Chú vẫn hơi ít nói. Mình bắt tay chú cái. Hợp tác là bạn nè. Chúng ta cùng hợp tác là bạn chú phi rồi. Chú chú nào? Chú nào vậy? Chú làm giúp tốt này lâu chưa chú? Thế ạ, vâng. Thọ thề để cháu hơn nó vào. Chú ở YouTube của chú là cái gì đấy để cháu vào cháu xem. Thọ Đỗ ạ. Vâng vâng, để cháu vào cháu xem. Cô Hoàn xin chào khán giả nào. Vâng, đây là cô Hoàn ạ, chuyên gia bán vịt bán ngan ạ, đã đi chợ mấy chục năm rồi ạ. Giỏi giang ạ, giỏi việc nước đảm về nhà. Ở đâu ông? Ở đâu chú? Ở Yên Lập ạ. Nghe Yên Lập á? Vâng, chú Thọ Đỗ. Xin chào bà ngó chào khán giả nào. Ôi giời, bà ngó nhá, hơn 60 tuổi bà ngó nhờ. Vẫn đi chợ, buôn bán, kinh doanh rất là giỏi ạ. Nào đẹp. Vâng, đây là gà này. Gà rất là đẹp luôn. Gà đẹp luộc luôn. Đấy, nhìn gà đây. Người cũng thế nhá, 60 tuổi, cao ráo trắng trẻo. Như cái 40 luôn. Nhưng mà chú làm như thế này thì lúc nào chú mới cho lên ạ? Bảy chú ra đi. Cố Hoàn, cố thử cầm này xong rồi. Thế là bấm vào đâu chú? Cố Hoàn thử bấm vào gương không?
để có cái gì mà dung. Thế nhờ sao lại dung này, lấy dung nhỉ? Dung ở đâu mày cầm thế nào mà mày bảo dung? Bấm. Không, đây tao cho chuyển lên trên. Bà ngó bán gà, chỗ quảng cáo đây là bán gà nhá. Ở chợ, chợ gì nhá? Chợ trục dân cư Trấn Hưng nhá, chợ Nghĩa Hưng nhá. Anh chị em nào có, chú cho lên chú. Anh chị em nào có nhu cầu ra chợ trục Nghĩa Hưng nhá, mua gà rất nhiều nhá. Đây, vịt có 30.000 một cân mà ngan có 450 nhá. Xả 30.000 một cân. Ngan đang ế xả 30.000 một cân. Gà... gà mới 35. Gà mới tách mẹ 35.000 cân. Đây là gà muốn đi lấy vợ là đi 45.000 một cân nhá. Đây hai em. Gà 40 dạ hơn tí. Đây nha. Gà 40 dạ hơn tí. Đây nha. Gà này cho nghe là đẹp 101 một cân. Gà mía Sơn Tây. Gà mía Sơn Tây đây, để trứng nhá. Đây. 101. 102. 55. Đưa nó vào à? Cứ quay nộ là nhỉ. Hả? Đây nha. Gà siêu, siêu nhỉ. Đây gà bảo Huệ nha, gà nay chọi 101 một cân nhá. Gà đẹp nha, 40.000 một cân. Chọi 101 nha. Ai cầm. Đây rồi. Không chọi nhỉ. Kéo nó không quay được nhỉ. Để nó quay về. Nè. Bảo Huệ quảng cáo gà đi để lên cả nước đi Bảo Huệ ơi. Gà chợ 40.000 một cân. Ai mua gà ra chợ Trục Nghĩa Hưng nhá. 55.000 một cân thôi, rẻ. Quá rẻ. Ship 20.000 nhá. Chó chó chó. Thấy à? Đây con đĩa tè, con cà phê này. Bỏ gà. Cà phê. Bỏ gà, bán gà. Ai mua gà mua của em Phượng nhá, Tuấn Phượng nhá. Gà chuẩn 100% nhá. Này đấy, em gái ngồi khép hàng rất là hạch. Này nha, mua bán cân đo đầy đủ nha, đây. Này, ngồi bán hàng như kiểu dạng hàng nhá. Đấy, ngồi bán hàng cứ bo mẩy. Như là mình nhớ như là nhân quân đấy, mình cân nhiều đấy. Sao giờ không bán rồi? Tưới nó giả có thứ nào bán rồi nó không làm đi cho kiểu bán hết rồi nó không còn bán đâu gà đâu hết rồi nhưng mà bán lấy gì vậy yeah. Có gà thiên hệ bắt được ừ. Sao nó lấy cho cái nhà thích nhà ai ăn 10 con đây thì thích nhà bắt kìa nhiều ý 10 con đâu không phải gà đấy nó bán rồi gà đẹp lắm nhiều nó con đẹp lắm 500 con nó bán ở nhà ai rồi à nó bán tất rồi nó sẽ đi rồi thế là có sợ à hả đi bắt trực tiếp hả ê chứ thôi ấy cháu vừa quảng cáo một nửa đấy nè quảng cáo hết rồi rồi ngan này ngan trắng này bao tiền cân đấy hàng ngan trắng này bao tiền cân đấy 70 con to là 4 cân con nhỉ này bao nhiêu 2 con thôi ngan trắng 70.000 á Thank you.
9 nhân với bao nhiêu đấy? 67 á? 596.000, 595.000, 590.000 thôi, 4.000. Đây này, đúng đúng vào cái bao cả. Năm trăm chín mươi lăm nghìn. Trong đây, trong đây. Đây, đây, đây.